Sau đây là video hướng dẫn cài đặt wifi cho dòng máy Canon 10G 6120 và 6230 nha. 6130 và 6230. Để cài wifi chúng ta bấm vào thoát lại đi. Rồi chúng ta bấm vào một setup. Rồi tôi qua cái mục wireless LAN. Ok. Ta xuống một menu. Menu setup. Setup bằng tay á. Ok, đợi một xíu nó sẽ tìm ra wifi. Rồi wifi ở nhà là ngôi sao sáng này, mật in ngôi sao sáng này. Rồi chúng ta chọn cho chúng ta nhập bát cho nó nha. Enter edit bát rồi này. Chúng ta bấm vô chữ enter edit nha. Rồi chúng ta nhập bát vô. Chữ thường thì ta viết thường nha, chữ thường ta bấm vô ở phía giữa nè. Chữ thường ta bấm vô giữa nè. Chữ thường ta bấm vô đây. Chữ thường ta bấm vô đây nè, thấy không? Đây. Đó, bấm vô. Rồi nó rửa qua chữ thường rồi đúng không? Bấm mật in mấy in 123. Mật khẩu tôi là mật in mấy in 123 delete nè. Muốn xóa này chúng ta viết sai đúng không? Chúng ta muốn xóa mà bấm delete đây. Rồi. Rồi mật khẩu của mình nhập vào nha. Rồi sau khi nhập bấm chúng ta bấm đòn. Rồi chúng ta bấm ok. Rồi chúng ta đợi một xíu nó sẽ kết nối wifi. Rồi báo kết nối setboy này, bấm ok nè. Đó, chúng ta đã kết nối thành công. Rồi để cái máy tính của mình á, để kết nối wifi được cái máy in này, chúng ta phải vào có một device printer nha. Một device printer nè. Chúng ta vào một device printer. Chúng ta vào device printer xong chúng ta add printer cho nha. Nó có wifi rồi, chúng ta add printer, chúng ta tìm nó. Chúng ta tìm qua network này. Network wireless nè đúng không? Chúng ta tìm chưa? Chúng ta tìm vô một network wireless chưa? Rồi. Đó, nó tìm thấy được máy của mình là 6130 này, 6100 này series. Chúng ta bấm vô đó, chúng ta bấm net. Rồi là tự động nó sẽ in tone này đó, nó sẽ in tone cái máy wifi vô. Đó. Nó kết nối rồi đó, nó kết nối wifi vô. Nó bảo rồi. Là Canon 10G6130 series printer WS này nó không nét vô. Nó không nét luôn, nó hỏi muốn xe không, nó không nét luôn. Rồi mình bấm print test bay không, nó mình thì bấm vô print. Cái đèn wifi này khi kết nối wifi, đèn wifi nó sẽ chớp chớp này thôi. Lưu ý khi sử dụng dòng máy Canon 10G6130 này, chúng ta phải bật ngoài, chúng ta phải để bằng máy đó lên nữa ha. Máy lên ngoài wifi rồi, bật ngoài chúng ta phải để bằng máy và mấy nút nhỏ này cho nó không hơi á. Cái máy này chúng ta gắn hệ thống mà. Đó, đây là video hướng dẫn cách kết nối wifi với cho máy in của máy Canon 10G6130 và 6230 rồi kết nối trên máy tính luôn nha. Có vấn đề gì không hiểu mọi người có comment ở phía dưới mình sẽ trả lời cho nha.